bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món ốc nấu chuối đậu, một món ăn khá là quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Để làm được món ốc nấu chuối đậu này thì không hề khó, nhưng mà nguyên liệu thì nó hơi nhiều một chút. Hôm nay các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để tìm hiểu cách làm món ốc nấu chuối đậu này nhé. Nguyên liệu để làm món ốc nấu chuối đậu thì gồm có 300g thịt 3 chỉ, 1kg ốc que. Hôm nay mình sử dụng ốc que, các bạn có thể sử dụng là ốc bươu vàng hoặc ốc nhồi này, rất là nhiều loại ốc tùy theo sở thích của các bạn nhé. Ở đây thì mình mua 1kg ốc que về, mình đã luộc lên, sau đấy lấy phần thịt ốc như thế này. 2 bìa đậu phụ, nước mẻ, 1 củ hành, 1 củ tỏi băm nhỏ, khoảng 500g chuối xanh. Chuối xanh thì các bạn chọn cái loại mà nó già rồi nhưng mà nó chưa chín nhé. Một thìa canh mắm tôm, một thìa cà phê bột nghệ. Nếu mà không có bột nghệ thì các bạn là sử dụng nghệ tươi, các bạn giã ra và chắt lấy nước nhé. Mình cũng chuẩn bị lá lốt, tía tô và một trái ớt. Các bạn không quên chuẩn bị dầu ăn, mắm, muối, bột ngọt. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ cùng với các bạn ướp ốc nhé. Mình sẽ cho ốc vào trong một cái bát to hơn này. Mình sẽ cho vào cùng với ốc 1/2 thìa canh mắm tôm, 1/2 thìa cà phê bột nghệ, 2 thìa canh nước mẻ, 1/2 thìa cà phê muối hoặc là hạt nêm. Mình sẽ trộn đều lên. Và mình sẽ ướp ốc trong vòng 15 phút để cho ốc được ngấm gia vị. Mình đã chuẩn bị ở đây một âu nước, mình sẽ cho vào một chút muối, một thìa canh giấm. Mình sẽ gọt bỏ vỏ chuối, sau đấy mình sẽ ngâm vào trong cái âu nước muối giấm này. Chuối xanh sau khi đã tước bỏ vỏ rồi thì bây giờ mình sẽ cắt chuối ra làm 3 và bổ chuối ra làm 4 như thế này. Mình sẽ ngâm chuối trong khoảng thời gian là 15 phút để chuối ra hết nhựa và nó sẽ không bị thâm đen. Trong thời gian ngâm chuối thì mình sẽ thái thịt. Mình sẽ thái thịt ra thành các cái con chì. Các bạn lưu ý khi mua thịt về thì các bạn nhớ rửa sạch, làm sạch lại với muối và giấm nhé. Đậu mình cũng sẽ thái ra thành các cái miếng nhỏ để mình mang đi mình rán. Tía tô, lá lốt các bạn rửa sạch, sau đấy các bạn thái nhỏ ra. Ớt mình sẽ thái lát. Chuối sau khi đã ngâm được khoảng 15 phút thì mình sẽ vớt ra và rổ và để ráo nước. Mình đã đun sôi ở đây một nồi nước và mình sẽ cho chuối vào để trần sơ qua. Mình sẽ đun cho nồi nước sôi trở lại.
Mình sẽ trần sơ qua chuối trong vòng 1 phút thôi. Mình sẽ tắt bếp và vớt chuối ra, cho ra một cái tô. Tiếp theo mình sẽ ướp chuối. Mình sẽ cho 1/2 thìa canh mắm tôm còn lại vào ướp cùng với chuối. Mình cũng sẽ cho khoảng 2 thìa canh nước mẻ, 1/2 thìa cà phê bột nghệ, 1 thìa cà phê hạt nêm. Và mình sẽ trộn đều lên để cho chuối được ngấm đều gia vị. Mình sẽ ướp chuối trong khoảng thời gian 15 phút. Tiếp đến mình sẽ cho thịt ba chỉ vào trong một cái chảo. Mình sẽ rang cho đến khi thịt ba chỉ ra bớt mỡ và nó vàng cháy cạnh. Phần thịt ba chỉ đã vàng cháy cạnh như thế này là được rồi. Mình sẽ gắp ra đĩa. Cũng cái chảo này thì mình sẽ cho thêm dầu ăn vào để mình chiên đậu. Mình sẽ cho đậu vào chiên vàng. Đậu vàng đều hai mặt như thế này là được rồi. Mình đã tắt bớt dầu ăn ra và để trong chảo một chút dầu ăn thôi. Cho một nửa phần hành tỏi và phi thơm. Sau đó mình sẽ cho bắp vào. Vì là ốc mình đã luộc qua rồi nên là mình cũng sẽ chỉ xào qua thôi. Mình sẽ chút ốc ra bát. Tiếp đến mình sẽ cho cái lượng hành tỏi còn lại vào trong chảo. Phi thơm đấy. Sẽ cho chuối vào. Xào chuối khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ cho thêm cao vào. Bây giờ mình sẽ chút chuối và thịt này sang một cái nồi lớn. Mình sẽ cho nước vào xăm xắp, lấy lại nhọc chuối và thịt. Mình sẽ tiếp tục đun cho đến khi chuối chín mềm. Nấu thêm khoảng 15 phút thì chuối đã bắt đầu mềm rồi. Lúc này bạn nêm nếm lại gia vị sao cho vừa miệng nhé. Hơi nhạt, mình sẽ cho thêm một thìa canh nước mắm. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào cùng với nồi chuối. Khoảng chừng 5 phút nữa các bạn cho ướp vào nhé. Đun thêm khoảng 5 phút khi mà đậu đã ngấm gia vị rồi thì mình sẽ cho bánh ốc mình đã xào ra. Mình sẽ cho một chút bột ngọt vào.
Và cuối cùng mình cho thêm lá lốt và tía tô vào nữa là món ốc om chuối đậu của mình đã hoàn thành. Bạn nào mà ăn cái món ốc om chuối đậu này với lại bún thì các bạn có thể cho thêm nước vào nhé. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp cho cả bác vào cùng thưởng thức nhé. Và đây là tô ốc nấu chuối đậu mình vừa hoàn thành đấy các bạn. Rất là thơm, rất là hấp dẫn. Món ốc nấu chuối đậu này thì các bạn có thể ăn kèm với cơm hoặc là ăn kèm với bún đều rất là ngon nhé. Cho thêm một chút mắm tôm vào, nó dậy mùi rất là thơm. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể làm được những tô ốc nấu chuối đậu thật ngon, thật hấp dẫn để cùng thưởng thức với gia đình mình. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món ốc nấu chuối đậu này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ